Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi te buổi sáng sớm cả nhà ơi. Trời thổi qua thổi luôn. Trời kêu vé đầu tiên, không biết là nghỉ không giờ rồi chạy lại có độ không đây. Thổi quá thổi rồi. Bên kia cũng có một chiếc te này kìa. Đây, sổ đục cả nhà ơi. Nghỉ không giờ có chục ngày rồi đó cả nhà. Hôm nay trời vẫn còn thổi nhưng mà phải ra khơi cả nhà ơi, lâu quá nghỉ lâu rồi. Thổi quá thổi luôn. Rạm nè cả nhà, chà bá luôn. Đồ này thì có được mớ tôm mà. Cá thì lặt vặt rồi, không có nhiều. Để coi giấc sau coi sao cả nhà. Con cua. Giờ cũng 6 giờ sáng. Ôi cá ngát kìa. Rút nữa ta. Có cá rồi, cá ngát nè. Rong rong biển tôm mà dính là tôm dính à. Cái này chút nữa làm có mì thả vài con vô thứ nào chịu nổi nữa. Thôi
Thường thì trời hay nổi gió như thế này là hay có tôm luôn á nha. Tôm thẻ đâu. Con cua hoàng đế nè. Ký cái máy á. Tôm này thì có giá cả nha, mắc tiền á. Thì không có nhiều của nhà vét được như đây nó cầm nó lấy cái đuôi nó chích lên luôn. Nhớ có cái clip nào coi trên mạng á, cầm nó như này cả nhà, mà cái đuôi nó quay qua nó chích cái gà nó có độc nha cả nhà, chích là nhức lắm. Cái này tôm còn nhớ trước ha. Đây. Bữa giờ em bắt mớ tôm với mớ tôm tích cả nhà ơi. Nấu mì ăn sáng cả nhà. Khỏe tích.
tôm thẻ nè cả nhà, quá đã. Tôm bắt lên nó còn sống vậy nha, tăng tăng luôn, còn ngay luôn. Con rạm thì tôm quyền thôi, thả thả ngay. Tập đồ quá thôi, quá thổi trời, quá thổi rồi. Đồ cũng không có nhiều, có được mớ thẻ mà thổi quá. Trời thổi sóng gió quá. Dạ rất dạ lắm nè ơi. Mở nhà mình tích luôn. Để con tích là muốn rồi, tích rồi. Thẻ nè.
này là con cá bèn sa nè cả nhà. Có một ôm luôn. Cái lần chỉ trong sóc gió tôm cũng thấy cá mắm như nước cũng lớn rồi cả nhà, thổi lên rồi.
luôn cả nhà ơi, sống quá sống rồi, nổi luôn. Sống sống chứ.